Một cái tin vui cho chúng ta đó là đường cao tốc nối dài thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tới sân bay Liên Khương để lên đèo Friend lên tới Đà Lạt sắp sửa được khởi công. Mà cái tin vui này khiến cho tất cả những cái anh chị em nào yêu thích Đà Lạt trở nên phấn khích. Bởi vì sao? Thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt rút ngắn chỉ còn chưa tới 3 tiếng đồng hồ thôi nha các bạn. Trước đây chúng ta di chuyển qua quốc lộ 20 cực kỳ khó khăn, mệt mỏi và rất mất thời gian, thường xuyên kẹt xe trong những ngày lễ. Nếu như đường cao tốc khởi công một cái thì cái giá đất nghỉ dưỡng ở cái khu vực vùng ven thành phố Đà Lạt sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Và cái cửa để mà chúng ta có được đất nghỉ dưỡng gần thành phố Đà Lạt thì càng khó hơn nữa. Và bây giờ Dương Lễ xin cung cấp chia sẻ với các bạn một số cái thông tin về cái dự án đường cao tốc nối dài từ thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tới sân bay Liên Khương Đà Lạt nha các bạn. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương có tổng chiều dài 200 km, tổng vốn đầu tư là 65.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải tỏa mặt bằng, tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn. Tuyến đường được xây dựng nhằm kết nối Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời thay thế quốc lộ 20 đang bị quá tải với hơn 15.000 lượt xe một ngày. Tiến độ thi công được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, xây dựng đoạn Dầu Dây Tân Phú qua tỉnh Đồng Nai dài 60 km, tổng vốn khoảng 7.000 tỷ đồng, mặt đường rộng 17 m, được thực hiện theo cái hình thức BOT. Trong cái giai đoạn 2, xây dựng đoạn Tân Phú Bảo Lộc nằm ở hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng với chiều dài khoảng 66 km. Mặt tiền đường cao tốc rộng 17 m. Thì trong cái giai đoạn 3, xây dựng cái đoạn Liên Khương nằm ở tỉnh Đồng Nai dài khoảng 73 km, vốn đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, đoạn Dầu Dây Tân Phú được thực hiện trong thời gian năm 2021 đến năm 2023. Đơn vị tư vấn cho rằng các thủ tục liên quan phải được triển khai song song thì mới có thể đảm bảo cái tiến độ xây dựng này. Bây giờ Dương Lễ xin mời tất cả các anh chị em và các bạn cùng với Dương Lễ thực hiện một cái chuyến bay đi qua những cái ngọn núi, những cái ngọn đồi để mà tham quan cái tuyến đường cao tốc từ Tân Phú đến Bảo Lộc nha các bạn. Thì cái đoạn Tân Phú này nằm giữa Đồng Nai và Lâm Đồng với cách khoảng 66 km. Chi phí xây dựng khoảng 17.000 tỷ đồng. Nào bây giờ chúng ta cùng thực hiện một chuyến bay để mà tham quan qua cái đoạn đường cao tốc đi qua những cái địa điểm nào. Thật là tuyệt vời khi bay trên những cái ngọn núi và thật là phấn khích khi chúng ta biết rằng đường cao tốc sắp được thực hiện. Nào xin mời các bạn. Tin vui cho quý bà, quý cô nào có đất nghỉ dưỡng gần Đà Lạt thì rất sướng. Bởi vì khi đi Đà Lạt sẽ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Đảm bảo sẽ nhanh hơn khi đi máy bay. Bởi vì đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương sắp triển khai rồi. Và bây giờ cơ trưởng Dương Lễ sẽ mời bạn cùng với Dương Lễ tham quan cái chuyến bay trên không để tham quan cái tuyến Dầu Dây Liên Khương nha các bạn. Thì trong những năm gần đây, Đà Lạt luôn là cái điểm đến được rất là nhiều người ưa chuộng. Cao điểm nhất là vào các dịp lễ Tết thì du khách kéo về Đà Lạt rất là đông, vừa thưởng ngoạn, vừa để vui chơi, vừa để tránh nóng. Vì thế với cái thông tin khởi công cao tốc Dầu Dây Liên Khương Đà Lạt chắc chắn sẽ giúp cho những cái chuyến đi du lịch của khách hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, góp phần thúc đẩy mạnh hơn nữa cái việc phát triển du lịch của Đà Lạt. Thì Bộ Giao thông Vận tải đã có thông tin chính thức về việc triển khai khởi công cao tốc Dầu Dây Liên Khương với tổng chiều dài hơn 200 km, bắt đầu từ cái nút giao thông Dầu Dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và kết thúc tại chân đèo Friend. Sau đó sẽ tiếp tục đi từ cái dòng xây cao tốc Friend sẽ đi lên Đà Lạt. Thì cái cao tốc Dầu Dây Liên Khương này đó là cái dự án giao thông nằm trong cái quy hoạch phát triển chung của mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 trở đi. Sau khi đi vào hoạt động chính thức, hệ thống cao tốc toàn tuyến sẽ có 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế lên đến 100 km/h. Cái việc mà khởi công cái đường cao tốc Dầu Dây với Đà Lạt có ý nghĩa gì? Nó sẽ rút ngắn cái khoảng cách thời gian di chuyển. Khi mà hoàn thiện cao tốc Dầu Dây Đà Lạt sẽ trở thành cái tuyến đường có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vừa để giảm tải cho quốc lộ 20, đồng thời kết nối hoàn chỉnh đồng bộ với cái hệ thống mạng lưới đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì dự kiến thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bảo Lộc khoảng chừng 2 tiếng, và khi đó chúng ta sẽ tới thành phố Đà Lạt cũng chỉ chừng 3 tiếng mà thôi, rút ngắn một nửa thời gian so với bây giờ.
Tóm lại, cái việc khởi động xây dựng đường cao tốc Dầu Dây Đà Lạt sẽ rút ngắn cái thời gian đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt từ 6 tiếng xuống chỉ còn 3 tiếng, khiến cho du khách du lịch Đà Lạt thêm hứng khởi, không còn phải mệt mỏi vì đi chậm như rùa, đầy áp lực như hiện nay, khi mà du khách đi qua quốc lộ 20 vừa chật hẹp, vừa nhỏ xíu, vừa đông dân cư, vừa mất thời gian, vừa tốn kém, vừa mệt mỏi. Nếu như yêu thích Đà Lạt thì mời các bạn cùng với Dương Lợi kết nối, chia sẻ thông tin và những cái đam mê về cái không khí nghỉ dưỡng ở cái nhiệt độ khoảng 20 cho tới 26 độ C ở khu vực vùng ven của thành phố Đà Lạt. Và tất nhiên chúc mừng cho anh chị em nào có cái miếng đất nghỉ dưỡng mà lại giáp với rừng thông thật tuyệt vời như thế này. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh và bấm nút cái chuông thông báo để khi mình có cái video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái video. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin cảm ơn. Chào tạm biệt.